Ukraine khẳng định đủ quân giữ Bakhmut. Quân đội Ukraine tuyên bố họ đủ lực lượng để cố thủ tại Bakhmut, bất chấp các đợt tiến công liên tục của Nga. Sergei Chervati, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Miền Đông của Ukraine ngày 26 tháng 3 tái khẳng định tình hình Bakhmut ổn định. Giải thích điều này có nghĩa lực lượng Ukraine giám sát, kiềm chế hướng hành động này và kế hoạch của đối phương. Chúng tôi biết mình đủ lực lượng và phương tiện cần thiết để giữ phòng tuyến. Chúng tôi cũng biết lực lượng dự bị ở đâu và có thể điều động như thế nào, ông Chervati nói. Chúng tôi biết cách để có thể tấn công đối phương để họ thiệt hại tối đa, suy yếu và mất năng lực tiến công. Phía Ukraine nói Nga tiếp tục tấn công dữ dội Bakhmut, tổ chức tổng cộng 298 đợt tiến công với hỏa lực pháo binh yểm trợ dày đặc tại Bakhmut và khu vực lân cận trong 24 giờ qua. Ukraine gần đây tuyên bố đang ổn định tình hình Bakhmut, đồng thời khẳng định lực lượng nước này đang cầm cự và sẽ giành chiến thắng nhờ sự giúp đỡ của các đồng minh. Tuy nhiên, nhiều quan chức và chỉ huy quân đội Ukraine thừa nhận đối mặt với khó khăn tại Bakhmut. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ nhận định Nga giành lợi thế trong và ngoài Bakhmut. Nga cũng có thể đón điều quân chính quy thay cho các đơn vị của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, vốn đóng vai trò xung kích trong nhiều tháng. Quân đội Ukraine cho biết các đơn vị đổ bộ đường không và chính quy khác của Nga đang tăng viện cho nhóm xung kích của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner tại Bakhmut. Lực lượng chính quy của Nga có khả năng ngày càng thay thế hoạt động của Wagner trong khu vực này, Viện Nghiên cứu Chiến tranh đánh giá. Cả Ukraine và Nga đều đang dồn lực vào trận chiến ở Bakhmut. Phía Ukraine nói rằng trận chiến ở Bakhmut, nơi có dân số khoảng 80.000 người trước chiến sự, là chìa khóa để kìm hãm lực lượng Nga ở mặt trận miền đông. Quân đội Ukraine tháng trước dường như chuẩn bị rút khỏi thành phố, nhưng sau đó thay đổi quyết định và tuyên bố đang làm hao mòn lực lượng tấn công của Nga để mở đường cho cuộc phản công. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng Ukraine có thể mở cuộc phản công trong tương lai gần, song đang đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là cầm cự trước những đợt tấn công liên tục của lực lượng Nga với ưu thế vượt trội về khí tài và quân số. Họ cũng nhận định Ukraine phải cầm cự đủ lâu và ngăn Nga kiểm soát thêm lãnh thổ trước khi nhận được loạt khí tài tiến thân mới của phương Tây, trong đó có xe tăng chủ lực, xe chiến đấu bộ binh và các loại pháo. Giao tranh khốc liệt nhất ở Bakhmut, Nga tăng sản xuất máy bay ném bom. Tướng Valery Zaluhiny, tư lệnh quân đội Ukraine nhấn mạnh đến khó khăn tại khu vực tiền tuyến Bakhmut, miền đông nước này. Trong một bài đăng trên kênh Telegram ngày 24 tháng 3, ông Zaluhiny tiết lộ nội dung của điện đàm của mình với tham mưu trưởng quốc phòng Anh, đô đốc Sir Tony Radakin. Tôi đã thông báo cho đồng nghiệp của mình về tình hình hoạt động dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Tình hình ở hướng Bakhmut là khó khăn nhất. Nhờ những nỗ lực to lớn của lực lượng phòng vệ, tình hình đã được ổn định. Chúng tôi cũng đã thảo luận về việc tăng cường phòng không Ukraine, tư lệnh quân đội Ukraine viết. Theo CNN, ông Zaluhiny cũng cảm ơn ông Radakin, nước Anh và các đồng minh khác vì hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Nga thông báo tăng sản xuất máy bay ném bom chiến lược. Cùng ngày, Tập đoàn Công nghiệp Quốc gia Nga Rostec thông báo nhà máy chế tạo phi cơ Kazan đang tăng cường sản xuất phiên bản hiện đại hóa của máy bay ném bom chiến lược Tu-160M. Quyết định được đưa ra bởi Tổng thống Nga, các máy bay Tu-160M được nâng cấp đã tăng đáng kể khả năng chiến đấu và có tiềm năng lớn. Sự phát triển hơn nữa của nền tảng này sẽ cho phép sử dụng nó cho các loại vũ khí mới, bao gồm cả những loại tiên tiến, trích tuyên bố của Rostec. Mỹ và Canada cam kết sát cánh bên Ukraine. Phát biểu trước sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Quốc hội Canada ở Ottawa ngày 24 tháng 3, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết hai nước là các đối tác đáng tin cậy mà Ukraine có thể dựa vào. CNN dẫn lời ông Trudeau nhấn mạnh Mỹ và Canada đã cung cấp viện trợ quân sự đáng kể cho Kiev, bao gồm các khẩu pháo, đạn dược, xe bọc thép và xe tăng. Các lực lượng vũ trang Canada cũng giúp huấn luyện binh lính Ukraine kể từ năm 2015. Lãnh đạo chính phủ Canada tin các lệnh trừng phạt và biện pháp hạn chế kinh tế khác của nước này, Mỹ và các đồng minh đã tiếp tục phá hủy nguồn thu của Nga. Ông Biden có cùng quan điểm với ông Trudeau, đồng thời tái khẳng định Washington và Ottawa sẽ sát cánh bên Kiev, chừng nào cuộc xung đột Moscow còn tiếp diễn. Lãnh đạo Nhà Trắng cũng cho rằng Nga đã thất bại trong việc lai chuyển quyết tâm và sự đoàn kết của Liên minh NATO. Triều Tiên thử thiết bị tấn công hạt nhân dưới nước. Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm một thiết bị không người lái mới có khả năng tấn công hạt nhân ở dưới nước. Theo hãng thông tấn KCNA, trong cuộc thử nghiệm này diễn ra hôm 24 tháng 3, thiết bị không người lái dưới nước của Triều Tiên lặn sâu 80 đến 150 mét trong vòng hơn 59 giờ đồng hồ và kích nổ ở vùng biển phía đông. Thiết bị mới có tên gọi 2L, có nghĩa là sóng thần, được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ trong vùng biển của đối phương và tiêu diệt các nhóm tấn công hải quân, cũng như phá hủy các cảng hoạt động chính thông qua một vụ nổ ở dưới nước. KCNA cho biết thêm, thiết bị hạt nhân không người lái này có thể triển khai ở bất cứ bờ biển và cả miền nào. KCNA nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã chỉ đạo cuộc diễn tập nhằm cảnh báo kẻ thù về một cuộc khủng hoảng hạt nhân thực sự và xác minh độ tin cậy của lực lượng phòng vệ hạt nhân.
Life Eric Isley, giáo sư tại Đại học Ewha ở Seoul, tỏ ra hoài nghi về tuyên bố của Triều Tiên về việc sở hữu thiết bị dưới nước có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tuyên bố của Triều Tiên một chứng tỏ họ có nhiều phương tiện tấn công hạt nhân đến mức bất kỳ cuộc tấn công phù hợp nào chống lại họ đều sẽ thất bại. Trong một cuộc diễn tập khác, Triều Tiên xác nhận đã phóng 4 tên lửa hành trình hôm 22 tháng 3 để thực hiện các nhiệm vụ tấn công hạt nhân chiến thuật. Các tên lửa này được trang bị đầu đạn mô phỏng đầu đạn hạt nhân và bay được 1.500 đến 1.800 km. Các cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc tiến hành đợt tập trận chung mùa xuân kéo dài 11 ngày. Bình Nhưỡng từ lâu coi các cuộc tập trận chung này là mối đe dọa. Đặc nhiệm Ukraine tập kích, bắn cháy mắt thần của Nga. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine tuyên bố phá hủy một hệ thống radar trinh sát của Nga trong một trận tập kích. Hãng tin Ukrainska Pravda ngày 24 tháng 3 dẫn thông báo của người phát ngôn lực lượng đặc nhiệm Ukraine SOF cho biết, lực lượng SOF phối hợp với đơn vị của lực lượng phòng vệ Ukraine đã phá hủy một hệ thống trinh sát radar Zhukov của Nga. Theo thông báo, trong khi tiến hành trinh sát trên không ở mặt trận Donetsk, đơn vị của SOF đã phát hiện và bám đuôi hệ thống radar Zhukov của Nga, mặc dù hệ thống này liên tục thay đổi vị trí. Sau khi xác định được vị trí của hệ thống radar Nga, một trong các đơn vị của lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công, phá hủy khí tài của Nga. Chúng tôi đã phá hủy một mục tiêu đắt đỏ, từng gây rắc rối đáng kể cho quân đội của chúng tôi ở giới tuyến. Hệ thống này đã phát hiện các hệ thống rocket phóng loạt, súng cối và bệ phóng rocket của Ukraine. Sử dụng hệ thống này, đối phương có thể tính toán vị trí của các hệ thống rocket Ukraine và tấn công chúng, cung cấp cho các đơn vị của họ các tọa độ, người phát ngôn SOF cho biết thêm. Đây không phải là trường hợp đầu tiên bệ phóng radar Zhukov của Nga bị phá hủy. Vào tháng 1 năm nay, các binh sĩ Ukraine đã sử dụng bệ phóng pháo phản lực phóng loạt HIMARS phá hủy radar Zhukov của Nga. Vào ngày 19 tháng 2, thêm một radar Zhukov 1M của Nga bị phá hủy đã được phát hiện ở tỉnh Kherson. Ukraine nói Nga tập kích Bakhmut 200 lần trong một ngày. Các quan chức Ukraine nói lực lượng Nga tiếp tục nã pháo và oanh tạc khắp chiến tuyến tỉnh Donetsk, trong đó Bakhmut bị tập kích 200 lần trong một ngày. Seki Chirivati, phát ngôn viên lực lượng miền đông của Ukraine, ngày 23 tháng 3 cho biết, thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk vẫn là trọng điểm tiến công của lực lượng Nga. Ông Chirivati nói, rất khó để đánh giá cường độ các đợt tiến công của Nga quanh Bakhmut có giảm đi hay không, do ảnh hưởng của những yếu tố như thời tiết hay hoạt động chuyển quân của đối phương. Tuy nhiên, lực lượng Nga vẫn giữ nguyên chiến thuật sử dụng các đơn vị quy mô nhỏ nhằm cố gắng làm suy yếu phòng tuyến của Ukraine. Ông Chirivati cho biết, nhiều đơn vị của tập đoàn an ninh tư nhân Wagner đang ở gần Bakhmut. Quân chính quy Nga sẵn sàng tiếp viện khi cần thiết. Lực lượng Wagner ít hoạt động hơn ở phía bắc Bakhmut, trong đó có quanh thành phố Liman và Kupiansk. Tại khu vực xung quanh hai đô thị này, quân chính quy Nga cùng dân quân tỉnh Lugan mở hơn 400 đợt tấn công trong ngày qua. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là cầm cự, tiêu diệt lực lượng đối phương trong lúc các đơn vị mới huấn luyện ở trong nước và nước ngoài, cũng như được trang bị khí tài mới đang phối hợp với nhau, ông Chirivati nói. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Oleksiy Dmitrievsky cho biết, lực lượng Nga không kích và pháo kích dữ dội vào phòng tuyến của họ ở thành phố Adika, tỉnh Donetsk. Đây là thành phố giáp với thủ phủ Donetsk của tỉnh cùng tên. Ông Dmitrievsky nói, quân đội Nga đang cố gắng vòng qua thành phố Adika. Các đợt tiến công liên tục luôn đi kèm với pháo kích. Lực lượng Nga ngày 23 tháng 3 mở 26 đợt tiến công nhằm vào Adika. Ukraine không công bố thiệt hại của họ, song tuyên bố lực lượng Nga chịu tổn thất đáng kể. Lực lượng Nga gần đây mở nhiều đợt tiến công dọc theo chiến tuyến ở vùng Donbass. Bộ Quốc phòng Anh ngày 23 tháng 3 nhận định Nga có thể đang cố gắng mở rộng vành đai an ninh ở phía tây phòng tuyến tại tỉnh Lugan trước khả năng Ukraine mở đợt phản công mới. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng Ukraine có thể mở cuộc phản công trong tương lai gần, song đang đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là cầm cự trước những đợt tiến công liên tục của lực lượng Nga với ưu thế vượt trội về khí tài và quân số. Họ cũng nhận định Ukraine phải cầm cự đủ lâu và ngăn Nga kiểm soát thêm lãnh thổ trước khi nhận được loạt khí tài tiên tiến mới của phương Tây, trong đó có xe tăng chủ lực, xe chiến đấu bộ binh và các loại pháo.